Em xin chào tất cả các bác đam mê công nghệ. Hôm nay bên em tiếp tục lên một video báo giá tổng hợp một số những cái dòng màn Dell, những cái dòng màn văn phòng từ bình dân cho tới cao cấp để phục vụ các bác lắp văn phòng, làm đồ họa hoặc là lắp phòng game. Bên em đầy đủ các mã từ bình dân cho tới cao cấp các bác nhé. Đủ các loại kích thước từ 20 inch cho tới 27 inch. Đây đều là những cái dòng màn Dell cao cấp các bạn. Đấy, thì đầu tiên là mẫu Dell E2318 các bạn nhé. Đây là một cái mẫu dòng màn Dell chuyên văn phòng, giá rất là tốt các bạn, 1.380.000 bên em bao ship. Đấy. Đây là màn 23 inch công nghệ IPS các bạn nhé. Đây, mã của nó là E2318. Đấy. Nó sẽ có hai cổng kết nối là VGA và DisplayPort các bạn. Dell E2318 23 inch IPS. Màn đẹp trên 90% các bác nhé. Bên em chủ yếu là màn tuyển thôi. Đấy, tiếp theo là dòng màn U2419. Cái lô U2419 này đét rất là cao các bác nhé. Màn gần như là lai lưu luôn, nhìn gần như mới. Hàng dùng lướt được các bạn. Màn tràn viền các bác nhé, công nghệ IPS. Dòng U2419 này thì chuyên phục vụ anh em làm đồ họa, dựng video đấy ạ. Ảnh rất là đẹp. Như anh em mà đã sử dụng qua màn U rồi thì bên em cũng không giới thiệu lại nhiều nữa. Tại vì cái dòng này thì giá mới của nó rất là đắt. Đây các bạn, đẹp gần như là mới các bạn nhé. Đẹp trên 95%. Dell U2419 các bạn. Đấy, màn đầy đủ các cái cổng kết nối như là DisplayPort, HDMI. Đấy, rất nhiều cổng kết nối các bạn. Màn Dell U2419 này giá cũng rất là tốt các bác nhé. 3.200.000 bên em bao phí vận chuyển các bác. Giao hàng toàn quốc các bác nhé. Riêng những dòng Dell U này thì chân đế anh em có thể chỉnh được. Đấy, xoay các góc hình nhìn. Nâng lên hạ xuống, chỉnh các góc. Anh em có thể xoay dọc một góc 90 độ các bác nhé. Đấy. Chân đế hơi anh em nâng lên hạ xuống rất là nhẹ nhàng. Đấy, chỉnh các góc. Dell U2419 giá 3.2 triệu bao ship các bác nhé. Màn 24 inch tràn viền công nghệ IPS. Tiếp theo là nếu anh em cần những cái dòng màn mà có kích thước lớn hơn thì bên em có U27. Đây là màn 27 inch các bạn. Mã của nó là U2722. Màn U2722 27 inch. Đét rất là cao các bác nhé. Tất cả những cái dòng màn cao cấp này thì bên em toàn làm hàng tuyển thôi, gần như là toàn hàng lướt đấy các bạn. Hình thức con này còn đẹp trên 98%. Đấy, có cổng kết nối HDMI, DisplayPort này, USB-C, USB 3.0. Đấy. Chân đế cũng là chân đế xoay, nâng hạ. Màn tràn viền công nghệ IPS. Mã U27 các bác nhé, đây là U2722DX. U2722DX giá 5.900.000 bao ship. Đây, mặt sau đây các bác nhé. Màn đẹp trên 98%. Đấy, chân đế nâng hạ, chỉnh các góc. Ngoài 27 inch ra thì sắp tới bên em có về cả màn 32 inch các bác nhé. Dell 32 inch. Đấy, tiếp theo là bên em mới về một lô số lượng cái màn Philips này. Đây là dòng màn Philips thuộc phân khúc cao cấp đấy các bác nhé. Nó không khác gì màn U đấy các bạn. Đây mã của nó đây. Philips 241B 24 inch công nghệ IPS full viền các bạn. Cái màn này thì chân đế cũng nâng hạ và rất nhiều cổng kết nối các bạn nhé. Đấy, công nghệ IPS tràn viền. Đấy, màn cũng đẹp trên 95% các bạn, rất nhiều cổng kết nối. Cái mã màn này thì giá cũng rất là tốt các bạn, 1.750.000 bên em bao ship các bạn nhé. Nếu anh em cần những cái dòng màn cao cấp để làm đồ họa mà kinh tế eo hẹp ấy thì là có thể chọn lựa cái mẫu màn này. Đây, giúp rất nhiều các cổng kết nối như VGA là thấp nhất này, cho tới HDMI, DVI và DisplayPort đều đầy đủ hết. Và đặc biệt là con màn này có loa các bác nhé. Con này thì có tích hợp cả loa luôn, nó có hai loa. Đấy. Chân đế nâng hạ, chỉnh các góc và chân đế hơi các bác nhé. Anh em nâng lên hạ xuống rất là nhẹ nhàng. Nói chung là tất cả những cái dòng màn bên em đều là màn tuyển thôi. Bên em tuyển chọn màn rất là kỹ.
Nếu anh em đang cần tìm một chiếc màn cao cấp, hình ảnh đẹp mà kinh tế eo hẹp thì có thể chọn lựa cái mẫu Philips này các bác nhé. Đây là một dòng màn rất chất lượng luôn. Đấy, nó không khác gì màn U các bác. Em quay chi tiết để anh em tham khảo. Mà giá rất phải chăng các bác nhé. 1.750.000 một chiếc màn 24 inch IPS. Đấy, chân đế nâng hạ, có loa, hình thức đẹp trên 95% các bác nhé. Màn bên em tuyển rất là kỹ. Ngoài màn hình ra thì bên em còn rất nhiều linh kiện cho game net, server. Bên em kinh nghiệm 15 năm nay làm về PC các bác. Nếu anh em cần những linh kiện cho phòng game net hoặc là server, kể cả những linh kiện cho máy tính văn phòng, thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại và Zalo 0355 066 009 các bác. Đây là một số dòng màn tiêu biểu các bác nhé. Nó tùy theo lô bên em về thì thường thường là về rất là nhiều mã. Sắp tới thì bên em có về U2417. Đấy, giá thì nó cũng dễ tiếp cận hơn một chút so với U2419. Đấy, sắp tới bên em về U2417 giá là 2.7 triệu các bác nhé.